Hello cả nhà, đây là thằng bạn tôi. Khi mới đi lấy cơm heo về. Bạn tôi đang lừa thịt cho mấy em cún ăn. Nguyên một bầy luôn. Bây giờ đợi cho mấy con cún ăn xong rồi mới xuống lấy rau cho cá ăn được. Còn bầy cún dưới nó kìa. Còn bầy cún dưới nữa. Còn bầy cún nó đang đi chơi dưới nữa. Mà bầy cún nó dưới là của băng khác. Nhưng mà người ta không nuôi nữa, cái thằng bạn tôi nuôi luôn. Sám ơi, Sám ạ. À. Mấy bé này khôn như cả nhà, chỉ cần thấy người lạ vô là sủa liền. Rồi bây giờ bắt đầu. Mời cả nhà cùng em đi xuống xem bạn em cho cá ăn. Chó ăn. Giờ bạn em nó chạy xe máy để cho em đi bộ. Tập thể dục buổi trưa. Điện thoại em hơi rẻ tiền cho nên nó quay hơi bị lắc, cả nhà thông cảm giúp em nha. Đây là ao cá của bạn em nuôi. Bạn em nuôi chỉ có ba loại cá thôi: cá chim, cá tra và cá dồi điếm. Thì đã mới kéo được một đợt rồi, cuối tháng này sẽ kéo thêm đợt cuối nữa, rồi bắt đầu mới thả cá giống tiếp. Giờ mà cả nhà đi cùng em xuống nhé, ao nhỏ. Vô được con nè, né qua bên cho đi nè. Đây đây là cái ao, đây là cái ao nhỏ, ao thứ ba, cũng nuôi cá chim, cá tra và cá dồi điếm luôn đó, mọi người thấy không? Hai bé cún này đẻ quá trời luôn rồi, giờ đâu có ai nuôi đâu, toàn là bắt cá với ao ăn không. Sáng nào bạn em cũng đi lấy thịt bò người ta bỏ với rau về cho tụi cún này nó ăn, chứ giờ chó hoang nhiều quá không cho nó ăn tội nghiệp, còn rau thì để cho cá nhỏ ăn. Tính sơ sơ trong đây không cũng phải hai mấy con rồi. Thôi ăn không có giành nhau, không cắn lộn nè. Đây là bạn em nuôi cái ao nhỏ này nè, bạn em mới bắt đầu nuôi, tập nuôi. Còn cái ao này á, là cái ao ở trên kia mà em quay á, là cái ao đó cũng là của bạn em luôn, chơi chung với nhau. Và bạn em mới kêu bạn Thái này nuôi cá đi, lập nghiệp đi, nuôi cá đi. Bây giờ biết cái cực với người ta. Ngày xưa bạn em là shipper chạy A-ha, và chạy A-ha thấy không ổn, cho nên bây giờ suy nghĩ kỹ rồi, nuôi cá tự thân lập nghiệp.
Này là mới thả cái giống thôi nha cả nhà, mới thả được gần một tháng. Thái có phát biểu cảm nghĩ gì khi bắt đầu nuôi cá không Thái? Có thấy cực hay gì không? Vậy hả? Nên phải ở đây cho nó thoải mái người, họ có suy nghĩ tới cuộc đời ở ngoài nữa. À, vợ bỏ cái rồi buồn quá thôi giờ nuôi cá luôn. Ở trên không ăn đi xuống đây chi vậy má? Thấy đồ ăn mà dĩ nhiên là phải đeo theo rồi. Thôi, không có gừng cắn lộn nha. Rồi để em dẫn cả nhà đi tham quan. Bạn em mới vừa bắt đầu nuôi cá mà giờ thấy mấy cái ao bên đây, chủ đất người ta giờ người ta cắm cọc rồi, chuẩn bị bán, nhưng mà không biết là tương lai sau này ở chỗ này sẽ mở dự án xây khu đô thị mới của Đào Sẽ Tích hay sao thì em cũng chưa rõ. Không biết bạn em là sẽ nuôi cá được bao nhiêu lâu nữa đây. Công việc này tuy nó có hơi cực nhưng mà lấy công làm lời. Điện thoại em sắp hết bộ nhớ rồi, cả nhà thông cảm nha, em dừng kết thúc video tại đây. Bye bye cả nhà, chào tạm biệt rồi mày. Bạn em thấy cầm điện thoại quay nó mắc cỡ. Em chào cả nhà.